Hello, hello, xin chào bác nhé. Đó, hôm trước em mua cái tay này. Sau đó em có tìm hiểu, hôm trước thì làm clip trước em không kết nối được. Nhưng sau đó em có tìm hiểu thì có thể kết nối bằng cái Optimus được này. Và cũng chơi được, điều khiển được này. Đó, các bạn nhìn không? Nhưng thực sự mà nói quá, rất là chán luôn. Không thể nào mà thể có thể so sánh được với một chiếc máy chơi game chuyên nghiệp như là Nintendo Wii U hay là chơi ở trên Nintendo Switch. Hay chính vì thế là em đã quyết định đặt chiếc Nintendo Switch ấy. Thì khi mà vào trên Shopee thì nó bán, người ta bán máy đã được hack thì nó rơi vào tầm khoảng 6 triệu bản 128GB. Và máy không hack thì chỉ hơn 3 triệu thôi. Nhưng phải mua game mất khoảng loại game mà dùng rồi ấy, thì mất khoảng 800, nếu mà mua game mới thì mất khoảng hơn triệu. Thì thật ra nếu mà chơi đầu tư vào cái đấy chơi thì cũng thấy khá là tốn kém. Nên là các em tìm hiểu một cái hack và sau đó em lên trên Google. Là cho em mua con Wii U ở trên Facebook Facebook Marketplace ấy. Thì sau đó em mua lên Marketplace và tìm Switch ấy. À, thì bây giờ em tìm được này. Mỗi tội là về đây là phải bóc ra để kiểm tra, nó không thể vớ ra vớ bẩn vì không có số phí đảm bảo đúng không? Thế nên em bóc vào rồi. Đấy nhá, và điều đặc biệt cái sản phẩm này mua rất là rẻ luôn, bởi sân săn trên Marketplace thì có thể mắc cả được và cũng có thể là tìm được sản phẩm rẻ. Đó. Đây thì em đã bóc sẵn đây để kiểm tra bởi vì là người ta yêu cầu bóc để kiểm tra. Họ đã mua một chiếc Switch Lite nhá. Và đặc biệt đây là sản phẩm có dung lượng có thể nhớ là 400GB, thể nhớ là gần như là cao nhất hiện tại. Đó. Và rất là nhiều game đã được hack rồi mà em mua rất là rẻ nhá. Trên Shopee bán 128GB tầm khoảng 5 triệu 9, hơn 6 triệu, em mua cái sản phẩm này chỉ hơn 6 triệu một chút thôi. Và được thẻ nhớ là 400GB luôn. Đó, 400GB luôn đấy nhỉ. Thẻ nhớ rất là khủng và cả rất là nhiều game, tất nhiên là có cả Zelda rồi. Và cả một số game mà có cả phụ đề hay là cả tiếng Việt được Việt hóa luôn. Bởi vì chỉ có bản hack mới cài thôi, chứ còn nếu mua bản không hack thì đâu có cài đâu đúng không? Phải dùng tiếng Anh. Đó, thế nên là mua bản hack được lợi thế là như vậy. Chút nữa em sẽ nói là nó sẽ có nhược điểm là thế như nào, bởi vì là em đã tìm hiểu qua rồi, thực ra là bóc ra chơi rồi. Thế bây giờ em lại giới thiệu lại thôi. Đó. Thì khi em mua ấy, thì đây là của người dùng. Thành ra được một cái túi đựng như này. Đó, các bạn nhìn nha. Túi đựng là mini Switch này. Sau đó em mở ra nhá. Là bên trong đây. Đấy, khi mà em mua là người ta sẽ có một cái tem như này. Đó. Bởi vì là bên này người ta rất là cẩn thận, người bán dùng người ta rất là cẩn thận. Người ta yêu cầu là không, nếu mà kiểm hàng thì kiểm thoải mái, sẽ không được bóc cái tem này ra. Đó, bởi vì sợ bị mất thẻ nhớ này. Đây thẻ nhớ đây. Đó, thì bây giờ là em kiểm qua rồi, thế là ok này. Và sau đó em sẽ bóc nhé. Bây giờ em sẽ bóc này. Đây. Đây nè. Đây, đây. Đấy này. Ok, thì nó có thêm hai một cái bọc analog như thế này. Đây, bọc lại nhé. Đó. Thôi bỏ qua đi nhỉ, tí bọc sau. Đó, giới thiệu qua máy này như này, có một ốp lưng theo rồi. Bởi vì mua người dùng này. Bên trong này thì sẽ không có cái để cài game, không có một cái game nào cả, vì game thực sự là phải mua mất tiền và rất là đắt, mấy trăm nghìn, 7-8 nghìn đến triệu mấy cả một game. Đó, thì trong này chỉ có túi đựng như này thôi, bởi vì máy là khách nên không có game. Đó, mua thêm game thêm tiền, mua thêm cổ sạc xịn này, cổ sạc Switch xịn, Switch 2 hay là Switch V1 ấy, là và Switch 2 này dùng chung, thì là nó có cổng đầu sạc là taxi, có cái dây rất là to đây này, dây rất là xịn và to đây, và đây là nó ghi đầu vào nhá. Thì cái đây là tiêu chuẩn sạc nhanh của cái Switch thôi, chứ không phải là của chiếc điện thoại. Em có thử củ sạc này với chiếc điện thoại Galaxy Note 10 Plus của em thì không sạc nhanh được. Nhưng cái đầu vào các bạn nhìn nhá. Đó, có thể dùng được 100V, 220V hay bên Nhật hay ở Việt Nam để dùng hết. À, đầu ra là 5V, 1.5A hoặc là 15V, 26A, nó chỉ có hai đầu ra như vậy thôi. Và thằng nhiên là sản xuất tại Trung Quốc nha, đây là sạc xịn này. Đó, có kèm hot game ở đây. Đó, còn bây giờ là sản phẩm nhá, em sẽ mở ra xem như này. Đây có một cái bao đồng hoàng. Đây là sản phẩm quá là dụng, cái khó tránh khỏi cái việc mà nó hơi cu một tí đúng không? Được giá màn hình thì đủ đây rồi. Em nhìn thấy được giá màn hình rồi nhá. Đó, được giá nó mới giá khá là dày ở đây. Em mở nhá. Chất lượng em kiểm tra qua túi lông thì không thể hết được, nhưng mà em kiểm tra thấy khá là ok. Đây. Đó, khá là đẹp này. Hình như chưa có vết xước nào cả. Đó, rất đẹp này, còn tem đầy đủ. Đây, thì tất cả những cái máy này đều được hack. Là hack dạng mốt chip nhá. Hack dạng mốt chip, thế nên là các bác là mua máy hack các bác phải lưu ý một điều này, đã hack dạng mốt chip ấy thì máy đã bị bung rồi, đã bị bung rồi nhé. Bởi vì em có tìm hiểu qua như vậy, thế nên là khi mua ấy thì chắc chắn một điều là cũng hỏi yêu cầu là người ta có bảo hành hay không. Cái người bán ta bảo hành không thì người ta bảo là cái này người ta mới hack thôi, mà người ta có bảo hành tại bên hack vẫn còn. Đây các bác nhìn thấy nhá, những cái khe này đó, bởi vì là đã bị bung rồi, thành ra có những cái vết như kiểu vết cạy này là chuyện bình thường. Mình không thể đòi hỏi là máy hack là còn như gì được, bởi vì chắc chắn là phải bóc ra để mốt chip rồi. Bởi vì hack XO thì phải, đó là hack là mốt chip nha. Đây, sản phẩm này khá là đẹp nha. Các nút bấm em thử khá là ok này. Bởi vì em có chơi thử cho qua túi lâu rồi, nhưng khi bây giờ em tháo ra cho các bác xem ấy thì khá là ok, nguồn thì chưa mở rồi, đúng không? Đó. Đây các bác nhìn nha.
các ốc nó còn y nguyên này, ốc còn là ốc ba cạnh còn y nguyên này. Đây, điều đặc biệt là đây là sản phẩm này, những sản phẩm Metedo ấy trong thời gian em không nhớ năm nào đều là sản xuất tại Việt Nam hết. Đó, đều được lắp ráp tại Việt Nam hết nha. Có thể liên hệ website là support.nintendo.com này. Đây là modem Nintendo Switch Lite, modem là HDH001. Đó, các bạn nhìn thấy nha, đầu vào sạc nhanh là 15V 2.6A. Phiên bản này được sản xuất tại Việt Nam luôn. Đó. Hiện tại là rất là nhiều hàng điện tử nổi tiếng là được sản xuất tại Việt Nam rồi. Cái điều đấy thì chúng ta thấy là khá là tự hào đúng không? Đó, số serial number của sản phẩm ở đây. Rồi, cái này thì có thể xem nó có chuẩn hay không ấy, là xem số serial number này. Đấy, đây là hai khu vực, là hai khu vực loa nhá. Hai khu vực loa, đây là cái chỗ thẻ nhớ này. Thì người ta cẩn thận người ta dán tem đây. Đó, nhưng tất nhiên là chúng ta sẽ phải bóc ra, khi mua thì chúng ta sẽ bóc ra thôi. Bởi vì là cái này là người ta cẩn thận nhất là trong trường hợp sợ nhất là khi vận chuyển ấy. Cái này em hiểu cho họ, bởi vì khi vận chuyển này là sợ là người ta bị cháo thẻ. Bởi vì đây là cái thẻ rất là khủng, cái thẻ này mà mua mới là rơi triệu mấy cơ. Đấy, đấy nha. À, thẻ Sonic 400GB. Đó, rất lạ bởi vì bản thân em mình cứ nghĩ là 64GB này, xong rồi 256 này, 32 này, 64 này, 256 đốc nhân đôi lên. À, rồi đến 512. Nhưng mà 512 thì chưa thấy mà thấy thẻ 400GB. Đấy, bằng cái ổ cứng to tướng luôn. Thì cái thẻ này là đây là tem bảo hành của hình như là Memory Zone hay gì đó thì bạn vẫn còn hành ở đây. Đó, thẻ khá là mới này, 400GB. Đây có một tí này, mỗi tí này thôi mà là chứa được dữ liệu là bằng cả cái ổ cứng ấy. Mà giá hiện tại ở Việt Nam rất là rẻ nhé. Ngày xưa hồi mới ra mắt hồi tháng 5 vừa rồi ấy, giá của nó khoảng 5-6 triệu cơ. Được quảng cáo 5-6 triệu cho mình. Hiện tại Việt Nam mình mua ở cái hãng này em nhớ không nhầm là hình như có hơn 1 triệu thôi, 1 triệu 8 thì phải. Và thế em mua sản phẩm này có hơn 6 triệu một chút, 6 triệu 4 hay 6 triệu rưỡi thì phải. Cả vận chuyển 6 triệu rưỡi thì phải. Mà lại được một cái thẻ 400GB. Đó, máy hack rồi. Và rất là rẻ nhé, bởi vì là vì sao lại có phải chơi thẻ nhớ nhiều như vậy. Bởi vì Nintendo Switch ấy, game của nó rất đắt. Game của nó có những game rơi đến tầm khoảng mấy chục GB cơ. Game nhẹ nhẹ là 3GB rồi. Thế nên là phải dùng cái thẻ nhớ cao một chút. Khi mà hack nữa, khi cài cái firmware hack vào thì hack của nó khoảng mấy chục GB rồi. Hình như là hơn 10GB thì phải. Mà dùng 32GB thì em nghĩ chắc không đủ. Và dùng 64GB chắc chẳng cài được mấy game. Thế là phải dùng từ 128GB lên. Thế mà mua được cái dung lượng cao này là rất là sướng này. Bởi vì em mua được cái này rất là sướng các bác nhé. Đó, thứ nhất là vậy. Hai nữa là đây, các bạn nhìn nha. Các nút bấm này, và thử rất là ok này. Game cài tất nhiên là không có rồi, đúng không? Tí em sẽ mở lên xem như nào nhé. À, khi mở game cài cái đèn nó sáng bên trong này. À đây, thế giờ mất bút rồi này. Bởi vì là mình đã tháo thẻ nhớ ra đúng không? Thôi, tắt nguồn đi, lắp vào mặt đây xem như nào. Bởi vì là cái firmware hack là nó sẽ cài thẻ nhớ nhé. Thế lưu ý là mất thẻ nhớ này là chúng ta sẽ không thể nào mà chơi được. Bắt buộc phải mua một cái thẻ nhớ và đem đi chỗ khác cài. Đó, rất là nguy hiểm nên các bác là lưu ý các bác nào mà đã dùng bản hack này cẩn thận với thẻ nhớ nhé. Đó, em sẽ mở lại nguồn này. Điều đặc biệt là những con bản hack dạng này là có thể chơi được cả nguyên gốc được. Đó, cái game này là có thể là chơi firmware hack hoặc có thể chơi gốc để chúng ta có thể chơi được cả game gốc luôn để chơi online được. Khi hack là chắc không chơi online được nhé, các bác lưu ý là khi hack không chơi online được. Đó. Đây, các bác bấm này. Rất là ngon luôn. Em thấy là thực sự là sản phẩm em mua là xứng đáng. Rất là rẻ, tính hơn 6 triệu mà thẻ 400GB. Đó. Đây, nó tản nhiệt ở khu này này. Đây, trên này có cái quạt cả tản nhiệt luôn. Đấy, khi chơi nóng. Thì các bác nha. Giờ là chính thì đơn giản như vậy thôi. Đây. Rất là nhiều game này. Tất nhiên là không thể thiếu được Zelda này. Unfast 9 này. Witcher 3 này. Đó, rất nhiều game ở đây này. Đây. À, và em có tìm hiểu qua cái này cả game rất là dễ luôn. Uầy, rất là nhiều game khủng nha. Đây, các bạn tình như này, rất là nhiều game khủng luôn này. Đó. Thử xem, à, nó có cái phần mềm này cả game, Tifu này này. Hình như là cái này là ngày xưa là em nhớ không nhầm nó có thể download online được. Hiện tại bây giờ là mấy ông khách bị bắt mất rồi. Thế này không download online được, nhưng mà chúng ta có thể download trên máy tính chúng ta cài đặt được. Ngày xưa thì nó như cái chợ, như cái Safe Play hay như Apple Store ấy. Và bây giờ chúng ta phải đăng trên máy tính cài đặt nha. Đấy, các bạn nhìn đi nha. Hiện tại người bán em là người ta đã cài rất là nhiều game, nhưng vẫn còn chống 80GB này. Bộ nhớ trong của thiết bị là khoảng 32GB thì bây giờ còn chống 23,8GB. Đó là chúng ta vẫn có thể cài thêm rất là nhiều game nữa. Đây này, cái này để kết nối với máy tính để cài game này, cái này rất là đơn giản. Bắt đầu muốn cài game là lên YouTube người ta hướng dẫn đấy, rất đơn giản rồi, đúng không? Đó, game của nó rất là nặng luôn, không biết là xem chi tiết game là cái mất bao nhiêu ghi không biết này. Đó, ok nha, thử vào bên trong cái đặt xem này. Đây, thẻ còn trống này. Đó,
nó kinh khủng là chống có 80 ghi này, thế này á, nó có 80 ghi một xíu này, còn chạy nhớ thẻ 400 ghi mà. Đó. Đây. Đó, game The Witcher này, các bạn nhìn thấy 31 ghi này. Game Assassin's Creed này 20,2 ghi này. Zelda Breath of the Wild em mua chủ yếu để chơi cái này nhá. Chủ yếu là chơi Zelda Breath of the Wild bởi vì em chơi ở trên con Wii ấy. Quá đã là không mang được, mua này để mang đi được. Nó 15,7 ghi này. FIFA 15,3 ghi này, Assassin's Creed 3 là 14,6 ghi. Đó các bạn nhìn nó rất là nặng không? Skyrim này. Nghe nói là những cái game này có cả bình luận tiếng Việt rồi, em thử vào cái game có bình luận tiếng Việt nhá. Zelda thì đang được phát triển rồi, nhưng cái Witcher 3 này là có bình luận tiếng Việt này, có tiếng Việt này, được Việt hóa này. Nói vào thử xem như nào. Đây. Đó, cái nó bấm rất sướng luôn. Thực sự là mua thấy khá là xứng đáng. Rẻ. Hơn 6 triệu. 640 ghi. Hack full. Đó. À. Có tiếng Việt chưa? Đó, nhấn tiếp bất kỳ để tiếp tục này. À, trò chơi tự động cho quá trình bạn xin đừng tắt máy. Ok. Có tiếng Việt luôn. Chỉ có máy hack mới cài cái này thôi nhá. Cái game này bây giờ mua nó rơi vào tầm khoảng hơn 1 triệu. Mà không được hack nếu các bác chơi máy không hack ấy. Còn mua máy hack ấy thì vừa có tiếng Việt mà chơi không mất tiền. Đó, cái máy hack nó lợi thế là như vậy. Thấy nhá. Đây, người trước người ta đã có tận chơi này. Em tiếp tục cái của người ta xem nào. Hoàn toàn tiếng Việt luôn. Họ có thấy không? Hoàn toàn là tiếng Việt luôn này. Đó. Quá sướng. Đó. Thấy đã đấy. Chờ khi nào mà cái team hack, họ hack được cái Zelda Breath of the Wild ấy, thì chơi bằng tiếng Việt còn đã nữa. Đây, người rất đẹp. À. Em phù thủy Yennefer này. Đó. Anh chạy này. Đó, nó chết này. Không phải bây giờ. Ồ. Hình như là em này đang sợ mình húp sao ấy. Thế là không phải bây giờ. Thôi để chờ tối qua lại yêu cầu vậy. Đó. Ok. Đấy, các nó bấm mất sướng này. Ok nhá, có gì đâu. Đó, chỉ có máy hack mới chơi được tiếng Việt như này thôi. Ồ, tuyệt vời chưa? Đó, ok nha, thử vào game khác nào. Thế bỏ có một game nữa, có tiếng Việt. À, Doraemon này có tiếng Việt là sao này? Đó, thế mọi người bán này, người ta bảo đấy, là có mấy game là cài được tiếng Việt vào rồi. Skyrim nha, Skyrim xem nào. Thế bỏ Skyrim có tiếng Việt này. Tuyệt vời chưa? Khi chơi Nintendo Switch Hack thì là quá là tuyệt vời luôn, chỉ có nhược điểm này. Em đã tìm hiểu. Chỉ có nhược điểm là chúng ta sẽ không thể chơi online được. Nhưng mà yên tâm nhé, bởi vì khi mà hack mod chip cái dạng XOS ối như này là chúng ta có thể chuyển sang chế độ ROM gốc, file gốc để chúng ta có thể chơi online được. Đó, tí em thử chuyển sang như thế nào. Em có thể hiểu qua rồi, tí em sẽ làm hướng dẫn các bạn xem luôn. Đó, thì khi chơi online tất nhiên là chúng ta vẫn phải mua băng, vẫn phải mua game hơn 1 triệu một game ấy. Hoặc là có thể mua game trên eShop bằng thẻ tín dụng. Tài khoản Mana có thể sử dụng thì mua cũng tầm hơn 1 triệu thì sẽ lưu cho eShop, không phải mua băng để cắm ở đây nữa. Đó, còn khi mà hack này thì không nên để băng ở trong này nhé. Đó, em nghe nói là cái người bán người ta nói võ em như vậy bởi vì không chơi online nữa, chơi online sẽ bị ban online hơi phức tạp. Nói chung là hack thì chúng ta nên quên cái việc online đi, bởi vì chúng ta đang được chơi game miễn phí mà, chơi rất là nhiều siêu phẩm ở trạng thái miễn phí luôn. Đó. Ồ, không có lưu game không tiếng Việt à? À đây, có tiếng Việt trong này nhá, những cái phần này không được tiếng Việt này. Đó, cái này hướng dẫn là chơi ở trên V1. Bởi vì Nintendo Switch Lite là chúng ta sẽ không thể tháo được cái này ra, chúng ta chơi nhiều người được, chỉ có thể kết nối tay cầm thôi nhé. Có nhiều điểm của sản phẩm này như vậy mà không nối được cái TV. Đó, cái Việt này. Đó. Đó chưa, tuyệt vời chưa? Ok, không cần giới thiệu nhiều nhé. Bây giờ thử vào chế độ online xem như nào, chơi phía góc nha. Đó, thì bây giờ trước mắt là tắt máy đi này. Tắt máy đi này. Đó. Sau đó bật lên nha. Bật lên này. Bật lên khi hiện logo thì ấn to tiếng, giữ to tiếng thì phải. À, đó, giữ to tiếng nhá.
Đó thì sẽ vào hai chế độ. Chế độ này là chế độ custom này, chế độ nguyên gốc này, đây là phiên bản nguyên gốc này, các bạn nhìn nhá. Rồi thích cái switch line hack ở chỗ này. V2 cũng được chỗ này, hình như V1 thì phải dùng cục hack và sẽ không chơi được như này nhá. Đó, và bút này. Chờ nó sẽ vào phiên bản gốc và chúng ta có thể chơi online được. Đó. Tuyệt vời chưa? Trước khi chơi là em đã tìm hiểu qua rồi, trước khi mua là em tìm hiểu qua rồi, và cái sản phẩm này đều được như vậy. Tải game rất là dễ, nó có một cái trang web tải game ấy, các bác nào cần ấy thì có thể nhắn tin ở dưới em sẽ hướng dẫn. Đây, thì cái này em có tải gần sẵn một mấy cái game để chơi gốc này nha. Đó, đó thấy không? Đây là phiên bản gốc này, không phải phiên bản tầm, rất đơn giản thôi, lắp băng vào đây chơi bình thường được. Đó, mà tắt đi, muốn chơi phiên bản gốc thì lại vào kia thôi. À, phiên bản hack lại vào cái chế độ hack bây giờ. Đó, hay chưa? Rất đơn giản như vậy thôi. Phải nói về con này phải rất là nhiều tính năng hay luôn. Phải nói là máy chơi game cầm tay gọi là hành tráng hiện gọi là xịn nhất, xịn xò nhất bây giờ luôn. Cố gắng tự hào, cố gắng phải ép cái chi tiêu của mình lại để mua con này các bạn. Quá rẻ. Đó, và cốt tập nha. Ok, lại lại được cốt tập. Đó nha. Thì bây giờ là cái thời lượng video tương đối là dài ấy, em lại không có thời gian để hướng dẫn các bác cài game cái này. Nếu là bác nào muốn hướng dẫn thì em sẽ làm một cái video cài game sản phẩm này riêng. Và bác nào mà không cần hướng dẫn thì các bác muốn có trang cả đao game thì bác ghi ở bên dưới nhé. Thì cái sản phẩm hack này có một cái nhược điểm này. Nó có một cái nhược điểm này mà thực sự là em chưa biết cách để update. Đấy nhá, khi mà cái firmware gốc hiện tại của em đang ở 10.0.4 này. Tất nhiên là nếu mà update thì chúng ta sẽ mất hack. Mà lại nhược điểm là sẽ không cài được những game mà nó yêu cầu firmware cao hơn. Ví dụ như FIFA 12/2021 hiện tại em tìm hiểu là sẽ không cài ở trên bản này. Em có bản cho phép ấy. Thì lưu ý là như vậy thôi. Còn lại đỡ mất công mình đau, vì là đâu có cài đâu, cài xong đâu chơi đâu. Đỡ mất công mình đau thôi. Đó, thì đơn giản như vậy đó nha. Sản phẩm này rất là rẻ, bác nào mà có nhu cầu mua ấy, tìm săn ấy, để có yêu cầu em sẽ săn dùng cái sản phẩm tương tự như này. Với cái dung lượng cao như vậy phải khá là hiếm người dám chơi dung lượng 400GB. Em tìm hiểu 128GB và 256GB rất là nhiều, nhưng 400GB rất là ít. Đó. Đây, được một cái ốp lưng cũng tương đối là xịn rồi này. Khá ưng. Ok nhá. Cảm ơn bác xem clip, thấy hay cái này chia sẻ và muốn hỏi cái gì thì comment nhá. Chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại.